Xin lễm xin chào quý vị quay trở lại với tin người Việt Canada và thưa quý vị, bản tin của chúng tôi cập nhật mỗi ngày buổi sáng và buổi tối tại YouTube channel Tin người Việt Canada. Và có một số quý vị có lẽ là khó tìm kiếm để coi tất cả những video của bản tin và quý vị đã gửi tin nhắn đến ban biên tập. Và thưa quý vị, quý vị hãy bấm vào phần bên dưới video để subscribe cũng như là đăng ký kênh thì mỗi video mới mà bản tin thì quý vị sẽ nhận được những cái thông báo để cho quý vị nhấn vào và chỉ cần xem thôi và nếu như không thì quý vị hãy bấm vào YouTube vào ô tìm kiếm và đánh vào tin người Việt Canada thì chắc chắn quý vị sẽ nhìn thấy tất cả những video của bản tin à, vì có một số quý vị thắc mắc để xem lại những bản tin cho nên là Julie cũng như là ban biên tập mong muốn làm sao để bản tin có thể được tìm đến quý vị cũng như là hữu ích với tất cả quý vị một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ bản tin cũng như là yêu mến Julie và ban biên tập. Quay trở lại với tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị thứ ba ngày 10 tháng 10, thời tiết mùa thu chính thức quay trở lại với thành phố Toronto và có vẻ như là nhiệt độ mát mẻ đã đến vào dịp cuối tuần dài lễ tạ ơn và vẫn còn ở đây. Toronto sẽ có thời tiết mát mẻ và nhiệt độ đúng như là mùa thu 13 độ C, thấp hơn một chút so với nhiệt độ trung bình là 15 độ C. Sau một số cơn mưa rào vào sáng sớm thì chúng ta đã thấy bầu trời yên tĩnh và có chút nắng trong buổi trưa cũng như là buổi chiều. Dự kiến tối nay sẽ có mưa rào trở lại tại thành phố với nhiệt độ qua đêm giảm xuống còn 8 độ C. Dự báo sẽ có mưa rải rác vào thứ tư 11 tháng 10 cùng với nhiệt độ cao nhất là 14 độ C. Thứ năm 12 tháng 10 sẽ có nhiều mây và nhiệt độ cao nhất là 15 độ C. Thứ sáu 13 tháng 10 Bắt đầu với một chút nắng, nhiệt độ cao nhất là 14 độ C nhưng mà thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ chuyển sang bắt đầu từ tối thứ sáu. May ngày càng nhiều sẽ tạo ra một cơn bão tấn công với lượng mưa vừa phải, gió giật vào tối thứ sáu cũng như là thứ bảy. Và hy vọng những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ hữu ích cho công việc cũng như là những dự định sắp tới của quý vị. Công quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada 514 996 6679. Công nhân General Motors Canada đình công tại ba cơ sở của Ontario. Các công nhân đã đình công, một cuộc đình công diễn ra thưa quý vị, khi mà họ không đạt được một hợp đồng mới với nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ. Chủ tịch Unifor, Lana Pay đã cho biết trong một tuyên bố vào đầu buổi sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 10 rằng GM, tức là General Motors đã từ chối đáp ứng thỏa thuận mẫu mà công đoàn đã đàm phán với Ford Canada. Công ty tiếp tục thiếu các yêu cầu về lương, hỗ trợ thu nhập cho người lao động, đại nghỉ hưu và các bước có ý nghĩa để có thể chuyển những người lao động tạm thời sang công việc lâu dài toàn thời gian. Liên minh cho biết các thành viên của họ sẽ tiếp tục đình công cho đến khi nào mà thỏa thuận mẫu như đã được thiết lập trong thỏa thuận tập thể đã được phê chuẩn với Ford được đáp ứng. Cuộc đình công bao gồm khoảng 4.280 công nhân xe hơi từ Unifor Locals 222 199 và 636, bao gồm các thành viên của GM thuộc công đoàn tại khu liên hợp lắp ráp Osawa và sản phẩm đóng dấu CCA. Nhà máy truyền động St. Catherine và trung tâm phân phối phụ tùng Woodstock. Các thành viên của Unifor Local 88 tại nhà máy lắp ráp của Kami ở Injoso của Ontario được bảo vệ bởi một thỏa thuận tập thể riêng biệt và sẽ tiếp tục hoạt động. General Motors cho biết họ cam kết tiếp tục hợp tác với Unifor để có thể đạt được một thỏa thuận về tập thể mặc dù đã đạt được những tiến bộ trong một số ưu tiên chính trong những tuần qua nhưng mà họ rất thất vọng vì không thể đạt được một thỏa thuận tập thể mới với Unifor vào thời điểm này và thỏa thuận của Unifor với Ford trước đó cũng đã bao gồm tăng lương, cải thiện lương hưu và phúc lợi cũng như là các biện pháp chuyển đổi xe điện đặc biệt dành cho công nhân tại nhà máy lắp ráp của Ford ở Oakville, Ontario, bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ được trả lương mới. Quay trở lại với thị trường nhà ở Vancouver, thưa quý vị, thì thị trường ở đây có vẻ được cân bằng hơn sau đợt suy thoái vào mùa xuân và mùa hè vừa rồi. Theo thông tin từ Hội đồng Bất động sản Greater Vancouver đã cho biết, số lượng nhà đăng bán mới đã tăng vọt, giúp mang lại sự cân bằng cho thị trường nhà đất trong khu vực này. Doanh số bán hàng trong tháng 9 đạt tổng cộng là 1.926 căn, tăng 13,2% so với con số 1.701 căn được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái nhưng mà tổng số thấp hơn 26,3% so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm là 2.614 căn và đánh dấu mức giảm 16,1% so với danh số là 2.296 trong tháng 8. Các số liệu này bao gồm danh số bán đất cho nhiều gia đình và đất đai mà Hội đồng cho biết thường chiếm ít hơn 1-2% trong tổng số đó có 5.446 danh sách nhà mới trong tháng trước, tăng 28,4% so với một năm trước đó, vì danh sách mới cao hơn 5,2% so với mức trung bình theo mùa là 10 năm. Giá nhà chuẩn tổng hợp trong tháng 9 của Metro Vancouver là 1 triệu 203.300 đô, tăng 4,4% so với tháng 9 năm 2022 và giảm 0,4% so với tháng 8 năm 2023. Giám đốc kinh tế và phân tích dữ liệu của hội đồng quản trị cho biết, sự thay đổi gia tăng trong danh sách nhà mới đã cho phép mức tồn kho tổng thể phục hồi một cách khiêm tốn sau một mùa xuân và mùa hè chứng kiến các chủ nhà miễn cưỡng phải niêm yết nhà của mình trong bối cảnh mà lãi suất thế chấp đang tăng cao. Tuy là thị trường nhà đất có một số khởi sắc và một chỗ đậu xe ở Whistler đã làm cho mọi người ngạc nhiên vì vừa được bán với giá 195.000 đô. Chưa đầy 3 tháng sau khi một biệt thự trị giá 32 triệu đô phá kỷ lục về tài sản đắt nhất từng được bán ở Whistler BC, một kỷ lục khác đã được phá vỡ thưa quý vị. Đó là một bài đậu xe bên dưới khách sạn Pan Pacific ở Whistler Village vừa được mua với giá 195.000 đô sau khi có mặt trên thị trường chỉ một tuần đánh dấu chỗ đầu xe đắt nhất từng được bán ở đây. Số tiền đó có thể mua được cả nhà ở những thị trấn nhỏ khác ở Canada, nhưng mà chắc chắn không phải là ở Whistler. Nhà môi giới bất động sản người đã bán bài đầu xe này đã nói rằng có lý do để khiến cho một chỗ đầu xe được bán nhanh như vậy đều là do cung và cầu. Một chỗ đầu xe như thế này sẽ xuất hiện mỗi năm một lần nếu như bạn may mắn có được. Vì vậy với số lượng nhà và khoản đầu tư ở Whistler, ngay cả khi mà bạn không sở hữu một ngôi nhà ở đây thì nó vẫn sẽ là một tài sản khá tốt vì bạn có thể lái xe trong ngày và bất ngờ đến một công viên. Nếu như mọi người sở hữu một ngôi nhà trị giá 20 triệu đô ở đây thì việc mà có được một vị trí ngay chân thang máy là điều khá khó khăn để có được. Và mức giá tại điểm độ xe thực sự khá hợp lý khi mà so sánh với những gì mà mọi người đang chi cho bất động sản sang trọng trong khu vực nghỉ dưỡng này. Và nhà môi giới bất động sản này cũng cho biết, 195.000 đô chỉ là những đồng xu khi có những lô đất được bán với giá 5 triệu đến 10 triệu đô ở Whistler và người mua đang chi tới 50 triệu đô để có thể xây dựng những ngôi nhà như mơ của họ. Trong kế hoạch nắm giữ bất động sản của mình thì nó chẳng là gì cả và nó làm cho ngôi nhà của họ trở nên độc đáo, giống như không phải ai cũng có quyền vào làng. Tôi thực sự muốn nói rằng nhiều người cảm thấy thất vọng vì đã bỏ lỡ cơ hội này. Ở trên thực tế, người mua là người địa phương đang xây một ngôi nhà sang trọng và muốn hoàn thiện nó bằng một chỗ đậu xe sang trọng. Những bất động sản cao cấp nhất của Whistler không nằm ở chân núi. Vì vậy, việc mà tiếp cận dễ dàng bằng cáp treo đưa khách lên đỉnh trực tuyết là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, giá đổ xe hàng ngày ở một trong các lô đất trong ngày của Whistler là 14 đô. Điều đó có nghĩa là sẽ mất khoảng 13.929 ngày để có thể hoàn vốn số tiền tương đương với 38 năm công suất. Tuy nhiên, trước đây thì bãi đậu xe này được bán vào năm 2017 với giá là 95.000 đô. Vì vậy, chủ sở hữu cũ của nó cũng đã kiếm được một số lợi tức từ khoản đầu tư của mình. Và kỷ lục cũ về chỗ đậu xe đắt nhất được bán ở Whistler là 110.000 đô thưa quý vị. Và tiếp theo thưa quý vị, một căn hộ ở BC đã được mua và không thể sử dụng để cho thuê Airbnb quy định của tòa án. Một người phụ nữ BC đã mua một căn hộ với ý định là sử dụng nó để làm một nguồn thu nhập bán thời gian và trên cho thuê trên Airbnb đã thu kiện để có thể được miễn trừ các quy định cấm cho thuê ngắn hạn của chung cư. Tòa án đã xử lý các vụ kiện nhỏ của tỉnh đã được phán quyết về tranh chấp, nhận thấy rằng Mặc dù quyết định của dân cư sống ở trong tòa nhà chung cư đã từ chối cho phép chủ sở hữu của căn hộ sử dụng căn hộ này của mình với mục đích là cho thuê, đây là điều không thuận tiện và những người dân ở trong đây thấy phiền phức. Dominic đã mua căn hộ vào tháng 9 năm 2022, thời điểm đó trước khi mà luật cấm cho thuê ngắn hạn được đưa ra theo quyết định của tòa án giải quyết dân sự. Ngay sau khi mua, thành phố Vancouver đã nói với cô rằng cô sẽ cần một lá thư từ các tầng chung cư cho phép sử dụng căn hộ của mình để cho thuê ngắn hạn để có được giấy phép kinh doanh của thành phố. Khoảng 2 tháng sau, thì Dominic đã được tổ chức một buổi điều trần với hội đồng chung cư để bào chữa cho vụ việc của mình và theo quyết định của tòa án, yêu cầu ủy quyền của cô đã bị từ chối trong một lá thư từ hội đồng đưa ra. Bức thư nói rằng hội đồng đã không chấp thuận yêu cầu của Dominic về việc cho phép cho thuê chỗ ở ngắn hàng và bức thư nói những chỗ ở ngắn hạn có thể sẽ có tác động đáng kể trong một tầng chung cư và không có ủy viên hội đồng nào đưa ra đề nghị cấp phép ủy quyền. Vì các tầng lớp sẽ không cấp thư chấp thuận nên là thành phố sẽ không cấp phép kinh doanh. Vì vậy, cô đã không được phép cho thuê căn hộ của mình trong thời gian ngắn hạn trên Airbnb. Một tháng sau, khi mà các tầng lớp đã được triệu tập tại một cuộc họp chung đặc biệt để thông qua quy định cấm cho thuê ngắn hạn theo quyết định này, Domenic đã thách thức quyết định của những tầng lớp sống ở chung cư từ chối một lá thư cho cô vì hai lý do. Đầu tiên cô cho biết khi mà mình mua căn hộ này thì chủ sở hữu nhà phát triển đã cấp cho cô một tuyên bố tiết lộ tiền thuê mẫu J. Mà tòa án giải thích là một biểu mẫu cho phép một căn hộ được phép cho thuê ngay cả khi mà một tầng chung cư hoặc là những người sống trong chung cư có quy định hạn chế cho thuê. Tuy nhiên, hội đồng chung cư nói rằng quyền miễn trừ được cho phép do bức thư này không áp dụng trong trường hợp của Dominic vì việc cho thuê khác biệt về mặt pháp lý với việc cho thuê ngắn hạn như là Airbnb hay là VRBO. Điều thứ hai mà Dominic lập luận rằng yêu cầu của cô về một lá thư ủy quyền đáng lẽ phải được chấp thuận vì không có luật nào cấm cho thuê ngắn hạn khi cô yêu cầu. Tuy nhiên, một số quyết định của tòa án đã nhấn mạnh rằng các tập đoàn cũng như là những người sống ở chung cư được điều hành bởi chủ sở hữu chung cư dựa vào các nguyên tắc dân sự. Và dựa trên lý do đó mà chủ sở hữu những tầng lớp và chung cư này có thể bị ràng buộc bởi các quyết định được đưa ra một cách dân chủ, ngay cả khi những quyết định đó ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Quyết định của tòa án cũng nói rằng ngay cả khi mà giấy phép đã được cấp, trước khi mà luật cấm cho thuê nhà ở nhà thuê ngắn hạn được thông qua, thì giấy phép đó sẽ vô hiệu ngay cả khi một quy định mới có hiệu lực và mặc dù đạo luật sở hữu chung cư cho phép miễn trừ hồi tố đối với một số loại quy định, chẳng hạn như là những quy định về vật nuôi và giới hạn về độ tuổi, nhưng mà không có khả năng miễn trừ hồi tố như vậy đối với các quy định về chỗ ở ngắn hạn, thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của Dominic. Và thưa quý vị, qua vụ việc này để cho quý vị nào đang có ý định mua chung cư và cho thuê Airbnb ở Vancouver thì cần phải lưu ý. Chuyển sang một số thông tin trên thế giới, thưa quý vị, cảnh sát Mỹ đã bắn chết kẻ lao xe vào tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát của thành phố San Francisco, bang California cho biết là nghi phạm điều khiển chiếc xe sedan đã lao vào cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở trên đường Gray vào ngày 9 tháng 10 và buộc họ phải nổ súng. Nghi phạm, hiện chưa rõ danh tính, được đưa đến bệnh viện với vết thương nghiêm trọng và tử vong ngay sau đó. Nhân chứng cho hay, anh đang có mặt tại lãnh sự quán để làm hồ sơ xin visa, thì thấy chiếc xe này lao vào và dừng lại, cách chỗ anh đứng khoảng 2 mét. Người này nhìn thấy đầu tài xế bị chảy máu. Bảo vệ tòa nhà ngay sau đó đã tiếp cận người lái xe và khóa tay anh ta. Không thấy tài xế cầm vũ khí, nhưng mà các bảo vệ dường như đã tước được một con dao từ trong người anh ta. Mọi người bắt đầu chạy khỏi lãnh sự quán và chỉ trong vài phút, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, nhân chứng nghe thấy hai tiếng súng. Video do nhân chứng quay cho thấy chiếc xe màu xanh biển số California nằm trong văn phòng cấp thị thực và sau khi nổ súng, cảnh sát lo ngại có thể sẽ có thiết bị nổ ở trong xe nên đã triển khai đội phá bom và chó nghiệp vụ tới hiện trường. Ít nhất, 11 xe cảnh sát và lực lượng ứng phó khẩn cấp xuất hiện tại hiện trường và nhân viên tổng lãnh sự quán đã được di tản khỏi tòa nhà ngay sau sự việc. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco ra tuyên bố cho biết sự việc gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và sự an toàn của nhân viên, gây hư hại cơ sở vật chất và tài sản. Chúng tôi lên án cuộc tấn công bạo lực này và chúng tôi cũng đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Hoa Kỳ, yêu cầu nhanh chóng làm rõ sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh sát California đang làm việc với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ để có thể điều tra sự việc. Chưa rõ nghi phạm có cố tình lao xe vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc hay không. San Francisco là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa thông báo sẽ có tới San Francisco để tham dự APEC hay không. Nạn cướp ở nước xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới Thưa quý vị, làn sóng tội phạm đang đe dọa hoạt động xuất khẩu tôm ở nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về mặt hàng này, đó là Ecuador. Mặt hàng tôm còn được gọi là vàng hồng, bị những kẻ tội phạm cướp tại bất kỳ đâu. Có thể là ở nơi sản xuất, trên đường vận chuyển, cả trên bộ và trên biển. dễ bị cướp nên là người nông dân Ecuador phải mất thêm nhiều chi phí, dẫn đến khả năng mất sức cạnh tranh với những nước xuất khẩu tôm khác. Tôm mang lại 7,3 tỷ đô vào năm ngoái cho Ecuador, và thấy thứ vàng hồng này là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng đến thế nào đối với người Ecuador. Thế mà những người nông dân nuôi trồng tôm ở nước này lại phải tự chi tri hàng triệu đô cho dịch vụ bảo vệ như là xe hồ tống, những xe vận chuyển hàng tôm, đẩy chi phí lên cao và làm giảm sút khả năng cạnh tranh của tôm trên thị trường thế giới. Quản lý công ty sản xuất tôm Ecuador đã nói rằng, chúng tôi là một mục tiêu của bọn cướp, Khu vực này là điểm nóng và tất cả các trang trại tôm ở khu vực này đều thường xuyên bị tấn công. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Phòng Thương mại Thủy sản Quốc gia Ecuador đã ghi nhận 64 vụ tội phạm nhằm vào các thành viên thuộc số 4.000 nhà sản xuất và xuất khẩu tôm ở nước này. Các vụ việc này bao gồm các vụ cướp ở trên biển, trên bộ khiến cho một số người thiệt mạng và một số người bị thương. Trong một vụ việc như vậy, thì những kẻ có vũ khí đã bắn 6 nhân viên công ty sản xuất tôm cướp hàng và bỏ trốn bằng cano. Có vụ thì lái xe chở tôm bị cướp ở trên đường cao tốc. Tôm bị cướp sẽ được bán cho các tay buôn để lại đưa vào chuỗi xuất khẩu của Ecuador. Cũng có những công ty sản xuất tôm phải chịu nàng bảo kê, nộp tiền cho các nhóm tội phạm để có thể nhận được cái gọi là sự bảo vệ của chúng. Phòng thương mại thủy sản của quốc gia Ecuador cho hay, các công ty thành viên đã phải chi 100 triệu đô la vào chi phí an ninh chỉ tính riêng trong năm nay. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi những tin tức vừa được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada 514 996 6679.